đang tăng cao trên địa bàn của chúng ta. Và trong chương trình Alo Bác sĩ ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng quan tâm đến những chia sẻ của bác sĩ Võ Thị Ngọc Thoại, bác sĩ chuyên khoa hai nhi, nguyên giảng viên trường Đại học Y Dược Cần Thơ trong việc phòng tránh bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em. Bác sĩ Thoại rất vui được gặp lại bác sĩ Thoại trong chương trình Alo Bác sĩ hôm nay. Để với chủ đề của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau trao đổi về bệnh sốt xuất huyết. Thưa bác sĩ Thoại, khi mà nói về bệnh này thì đâu là những biểu hiện sớm nhất để chúng ta có thể nhận biết một trẻ đã bị mắc sốt xuất huyết ạ? Kính chào quý vị khán giả đang xem đài. Kính chào MC Phương Nguyên. Thì chúng ta biết là cái sốt xuất huyết thì là một cái bệnh lý mà coi như là thường xảy ra ở trẻ nhỏ, và nó xảy ra vào những cái mùa mà coi như là cái muỗi nó sinh sôi nảy nở nhiều. Tại chúng ta biết muỗi là một cái tác nhân mà trung gian để truyền bệnh, và chúng ta biết là bệnh này là do siêu vi trùng. Thì cái biểu hiện đầu tiên thì nó là một cái biểu hiện sốt, và sốt đặc biệt là nó khác với những trường hợp mà do bệnh lý khác, tức là nó sốt cao đột ngột liên tục kéo dài từ 2 tới 7 ngày. Và thường thường nếu mà chúng ta cho uống thuốc hạ sốt á, thì nó nhiệt độ nó chỉ là giảm thôi, chứ nó không có trở về cái giới hạn bình thường. Nghĩa là không trở về 37 độ, và sau đó thì nó sốt trở lại. Thì sốt tái đi tái lại như thế là cái biểu hiện đặc điểm của sốt xuất huyết. Và thứ hai nữa là những cái biểu hiện khác có trẻ lớn có thể xảy ra mà nó không có điển hình, chẳng hạn như là em bé có thể là biểu hiện nhức đầu, táo bón. Thì đó là những cái biểu hiện mà sớm. Và những cái biểu hiện mà nếu mà nó trễ hơn thì chúng ta sẽ thấy là vào ngày thứ ba của bệnh thì có thể là có những cái chấm, những cái đốm xuất huyết xảy ra ở những cái vùng mà mặt hay là bụng hay tay chân. Thì cái đặc điểm của cái vết xuất huyết này, nếu mà chúng ta muốn phân biệt thì chúng ta sẽ lấy tay chúng ta căng cái da ra thì nó sẽ không mất đi. Nó khác với ban, ban chúng ta hoặc là buổi đốt chúng ta căng ra thì nó mất đi. Đó là một cái biểu hiện để cho mấy bà mẹ cảnh giác. Nếu như một trẻ bị sốt xuất huyết mà không được chữa trị kịp thời thì sẽ gây ra những hậu quả như thế nào thưa bác sĩ? Thì cái này chúng ta cũng đã từng nghe báo đài nói thường rồi. Thì sốt xuất huyết thì cái mà chúng ta lo lắng nhất, đây là một cái bệnh lý mà chúng ta chỉ phòng là chính, chứ còn điều trị thì điều trị triệu chứng thôi chứ không có điều trị nguyên nhân được, là do siêu vi trùng. Và cái vấn đề mà ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé rất là nặng nề, đó là cái trường hợp là sốc. Thì khi mà rơi vào cái tình trạng sốc thì thường thường xảy ra vào ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 trở lên, thứ 6, thứ 7 nữa. Thì lúc đó thì bà mẹ sẽ thấy là nó có những cái biểu hiện như là em bé đau bụng nè, vật vã, ly bì, bứt rứt. Và chúng ta sờ thấy cái mạch tay nó yếu. Thì những cái trường hợp như vậy là coi như là trễ rồi, chúng ta phải đưa bệnh viện gần nhất, là càng sớm càng tốt, để em bé được truyền bù cái nước biển vào trong cái đường trực tiếp qua tĩnh mạch thì mới cứu em bé kịp. Còn mà nếu qua được uống thì chỉ giai đoạn đầu mà thôi. Và như bác sĩ Thoại có chia sẻ khi nãy thì tác nhân gây bệnh này đầu tiên đó là muỗi. Cho nên việc phòng tránh thì trước tiên là chúng ta phòng tránh muỗi rồi. Bên cạnh đó thì còn những cái lưu ý nào để các bậc phụ huynh có thể phòng tránh bệnh sốt xuất huyết ở trẻ nữa không? Thì chúng ta thấy là trong những cái trường hợp mà sốt xuất huyết thì cái con mà trung gian truyền nhiễm bệnh là con muỗi, cho nên là để phòng chống mà tích cực nhất thì chúng ta phải chú ý đến vấn đề môi trường. Thì những con muỗi này nó thích ở cái môi trường mà nước động, nhưng mà nó nước trong, chẳng hạn như nước trong lưu, trong vại này kia. Thì để mà tránh cái muỗi nó sanh sôi nảy nở thì chúng ta sẽ đậy nắp những cái phần này lại và khai thông cống rãnh. Và muỗi thì chúng ta biết là nó sẽ sống ở những cái nơi mà tối tăm rồi ẩm thấp, và coi như là đồ đạc này kia mình không có gọn gàng, cho nên là mình phải sắp xếp đồ đạc trong nhà thông thoáng gọn gàng để cho muỗi không thể nào là sống được. Và cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà ngủ. Thì chúng ta cả ban ngày nữa, con muỗi này nó lại đốt vào cái những cái chập chạng tối và có thể là ban ngày, cho nên là chúng ta thấy là nếu mà nhà của chúng ta có nhiều muỗi thì chúng ta nên có mùng cho em bé ngủ, không nên ngủ mà không có mùng, và cả đêm lẫn ngày. Xin được cảm ơn bác sĩ Thoại. Quý vị và các bạn thân mến, hãy lưu ý rõ những chia sẻ của bác sĩ Thoại trong việc phòng tránh căn bệnh này để có thể đảm bảo tốt sức khỏe của trẻ, tránh bệnh sốt xuất huyết quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì chương trình Alo Bác sĩ xin được tạm dừng. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị gửi về email của chương trình alobacsi.ct.